Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư và các cặp đôi Cbiz được chèo thuyền nhiệt tình. Khi theo dõi phim ảnh Hoa Ngữ, khán giả phải quán quéo không thôi với những couple không chỉ có phản ứng hóa học tốt trên màn ảnh mà còn tương tác cực dễ thương ngoài đời thực. Hãy cùng điểm lại xem họ là những ai nhé. Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư. Nhờ thành công của Tinh Hán Sán Lạn, Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư trở thành cặp đôi màn ảnh hot hit nhất hiện nay. Khi xem phim, ai cũng phải suýt xoa vì họ chẳng những đẹp đôi mà còn có phản ứng hóa học hết sức tuyệt vời. Không chỉ vậy, từ những hình ảnh được tiết lộ tại hậu trường, hội shipper lại càng quán quéo vì sự tương tác cực dễ thương giữa Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư. Họ chẳng những có quan hệ thân thiết ngoài đời thực mà còn được đạo diễn Tinh Hán Sán Lạn đẩy thuyền mạnh tay. Vừa qua, Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư gây chú ý khi xuất hiện trong sự kiện. Dù không cùng sánh bước trên thảm đỏ, nhưng couple Tinh Hán Sán Lạn vẫn khiến người hâm mộ no đường với khoảnh khắc chào tạm biệt. Những hình ảnh đẹp lung linh này nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội và còn leo thẳng lên top tìm kiếm đó. Vương Hạc Đệ, Ngô Thư Hân. Mùa hè năm nay, Thương Lan Quyết là cú hit đầy bất ngờ trên màn ảnh Hoa Ngữ. Nhờ thành công của phim, hai diễn viên chính là Vương Hạc Đệ và Ngô Thư Hân cũng chính thức bạo hồng, trở thành cặp đôi được công chúng yêu thích, quan tâm. Mặc dù mới đầu, Vương Hạc Đệ, Ngô Thư Hân từng gây xôn xao vì có vẻ không hòa thuận, thân thiện với nhau cho lắm. Thế nhưng, dần dần, cặp đôi này bắt đầu ngột từ phim ra đời, khiến khán giả thích thú. Cặp đôi này còn cùng nhau livestream và ghi điểm với cách cư xử thân mật nhưng cũng chẳng kém phần dễ thương, đậm chất gà bông đó. Đặc biệt khi tấm background bị đổ, va chạm vào người Ngô Thư Hân, Vương Hạc Đệ nhanh chóng an ủi, không đau, không đau. Trương Bân Bân cảnh điểm. Có thể nói rằng Tư Đằng là bước tiến lớn trong sự nghiệp của Trương Bân Bân cảnh điểm, giúp họ nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả. Cặp đôi này không chỉ ghi điểm với tạo hình, diễn xuất mà còn tạo chemistry tràn màn hình, khiến lượng fan couple tăng nhanh tới chóng mặt. Trên các diễn đàn giải trí, cư dân mạng đánh giá rằng Trương Bân Bân và cảnh điểm là couple màn ảnh chiếu fan nhất. Không chỉ tạo hình trong lúc tuyên truyền phim, mà kể cả khi Tư Đằng đã kết thúc, họ vẫn có những tương tác cực dễ thương, chẳng hề vội vã xé couple như các ngôi sao Cbiz khác. Nhìn vào những khoảnh khắc tình trong bể tình giữa cảnh điểm Trương Bân Bân, netizen đều mong họ sẽ tiến đến với nhau. Cũng có tin đồn là cặp đôi này phim giả tình thật, bí mật hẹn hò. Tuy nhiên, vì cả hai đều không lên tiếng xác nhận nên khán giả chỉ có thể âm thầm ship. Dương Dương Địch Lệ Nhiệt Ba. Mùa hè 2021, cặp đôi thần nhan Dương Dương Địch Lệ Nhiệt Ba khuấy đảo màn ảnh khi nên duyên trong Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh. Mỗi khi họ xuất hiện trong cùng một khung hình, khán giả đều phải mê mệt vì gấp đôi vi rùa. Hơn nữa, Dương Dương Địch Lệ Nhiệt Ba còn rào couple cực mạnh tay, khiến khán giả chẳng cần trèo mà thuyền vẫn chạy phăng phăng. Đây là lần đầu tiên cư dân mạng thấy cặp đôi Cbiz ngồi lên đùi nhau, giải thính cực bạo khi tuyên truyền phim mới. Vì chính chủ tự đẩy thuyền nên dân tình cũng nhàn lắm, chỉ cần thỏa sức ngắm trai xinh gái đẹp và nhai đường. Tuy nhiên, trên các diễn đàn giải trí, có không ít khán giả đánh giá phản ứng hóa học của couple Dương Ba chưa mạnh bằng các cặp đôi màn ảnh nói trên. Trong số những couple nói trên, Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư đang nhận được nhiều bình luận từ phía khán giả nhất. Còn bạn thì sao? Đâu là chiến hạm trong lòng bạn?